Xin kính chào quý khán thính giả của đài ABC trong chương trình thường xuyên của Trung tâm Sinh hoạt Cộng đồng Phật giáo Điện ngữ hôm nay. Chúng tôi là Minh Phượng, Tổng thư ký của Trung tâm Sinh hoạt Cộng đồng Phật giáo Điện ngữ. Rất hân hạnh được tái ngộ cùng quý khán thính giả của đài. Ngày hôm nay xin được nói giới thiệu đến quý vị về các lớp học của trung tâm. Chúng tôi có hai loại lớp học. Một là lớp học tại chỗ và hai là lớp học on Zoom, trên Zoom. Kính thưa quý vị, những lớp học hoàn toàn miễn phí tại chỗ gồm có những lớp sau đây: lớp khí công, lớp thể dục nhịp điệu, lớp phone, smartphone, tablets, chụp hình, lớp yoga thiền, lớp vẽ, hội họa, lớp khí công, lớp thanh nhạc và guitar, lớp yoga cười, lớp Anh ngữ thực dụng và lớp computer căn bản, cũng như là gần đây mới mới nhất chúng tôi có lớp Phật pháp. Và những lớp học trên Zoom gồm có những lớp sau đây: lớp thanh nhạc và guitar, lớp yoga thiền, lớp computer giải trí, lớp computer Google Classroom, lớp thanh nhạc guitar, lớp Spanish 1 và lớp vẽ. Chúng tôi xin rất hân hạnh được trình bày đến quý vị từng lớp một để quý vị thấy rõ những sinh hoạt tại các lớp trung tâm như thế nào. Đầu tiên xin được giới thiệu và nói về các lớp học tại chỗ ở các địa điểm khác nhau, ở ngay trong chùa cũng giống như là ở Boys and Girls Club gần chùa, và một lớp ở thư viện Garden Grove. Xin được chia sẻ cái trang mạng trong đó có những cái thời khóa biểu, có thời khóa biểu của các lớp. Đây là cái thời khóa biểu ở trên trang mạng của chúng tôi, của Trung tâm Sinh hoạt Cộng đồng Điều ngữ, Phật giáo Điều ngữ. Cái website hiện giờ thì vẫn còn đang được trong thời kỳ chúng tôi cũng đang còn đang cập nhật, nhưng mà đã tương đối là đã gần đầy đủ và có cái address là sakiacsc.org. Về các lớp trong tại chỗ thì chúng tôi vào ngày thứ hai có lớp thể dục nhịp điệu được hướng dẫn bởi luật sư Thu Cúc từ 9:30 đến 11:20 buổi sáng. Sau đó là lớp thể dục nhịp điệu căn bản của thầy Khải từ 11:30 cho đến 1:30 buổi chiều. Các lớp này đã thực tình là rất là tốt cho tất cả các lớp trong Trung tâm Sinh hoạt Cộng đồng Phật giáo Điều ngữ, đều nhắm vào thăng hoa và làm cho tất cả mọi người được có thêm sức khỏe về thể dục cũng giống như là trí dục, làm cho chúng ta phải rèn luyện bộ óc một chút cho nó được minh mẫn thêm, hoặc là giữ hoài cái sự sáng suốt minh mẫn của chúng ta, không phân biệt lứa tuổi, cũng giống như là để cho chúng ta thể chất được khỏe mạnh hơn. Vào ngày thứ ba chúng tôi có lớp smartphone tablet để chụp hình và chụp hình do thầy Ken hướng dẫn từ 9:30 cho đến 11:00 buổi sáng. Cũng trong ngày thứ ba chúng tôi có lớp yoga và thiền được hướng dẫn bởi thầy Cường từ 9:30 đến 11:20 buổi sáng. Những cái các phòng này có thể là nó trùng giờ, nhưng mà có lớp thì ở trong phòng học và có lớp thì ở trong gym, đó là cái khác biệt. Và ngày thứ tư chúng tôi có lớp vẽ hội họa do thầy Đặng Ngọc Sinh và cô Hạnh Lê phụ trách từ 9:30 cho đến 11:20 buổi sáng. Và cùng ngày thứ tư chúng tôi cũng có lớp khí công do thầy Phước dạy lớp khí công từ 9:30 cho đến 11:00 buổi sáng ngày thứ tư. Lớp khí công Phượng nghĩ là rất là một trong những cái lớp rất là hay, rất là tốt cho chúng ta về sức khỏe cũng giống như là tinh thần đã được phấn chấn lên.
lớp vẽ thì nó tạo cho cái sự gọi là vui vẻ, và vì phải nhớ những cái điều này điều nọ đó, thành ra cái óc chúng ta nó không có bị cuồng nhiệt đi. Và ngày thứ năm thì có lớp yoga cười của bác sĩ Lý Quốc Bằng. Đây là một cái lớp mà Phượng nghĩ rất là tốt cho mọi người trong mọi lứa tuổi, là vì khi chúng ta cười thì tất cả những cái cơ thể chúng ta nó được bao nhiêu cái stress nó bị nó có thể nó tan biến đi, mà nó mang lại sức khỏe cho chúng ta nữa. Và đó là lớp từ 9:30 cho đến 11 giờ buổi sáng. Cùng ngày thứ năm chúng tôi cũng có lớp thanh nhạc và guitar do thầy Lợi phụ trách từ 11:30 cho đến 1:20 chiều. Và ngày thứ năm cũng có lớp thể dục nhịp điệu của luật sư Thu Cúc từ 9:30 cho đến 11:20. Lớp của thể dục nhịp điệu của cô Thu Cúc và thầy Khải là hai lớp mà có nhiều học viên nhiều nhất, là vì quý vị học viên rất là vui vẻ, rất là thích thú mỗi khi học. Người ta phải nhớ cái cách đi như thế nào, từng bao nhiêu bước, rồi đương nhiên là nó làm cho chúng ta rất là khỏe khỏe mạnh thêm, giữ gìn sức khỏe và cái tinh thần được rất là phấn chấn. Vào ngày thứ sáu chúng tôi có lớp Anh ngữ thực dụng do cô Tư Hiền và cô Tina đảm trách từ 19:30 cho đến 12:00, là cô Tư Hiền và cô Tư Tina thì 9:30 cho đến 11:00. Có điều là hai cô thay phiên nhau dạy cách tuần. Cũng vào ngày thứ sáu buổi sáng chúng tôi cũng có lớp khí công do thầy Phước, khí công dạy thầy Phước dạy từ 9:30 cho đến 11:00. Và lớp thể dục nhịp điệu căn bản là do thầy Khải từ 11:30 cho đến 1:30. Và buổi chiều ngày thứ sáu thì chúng tôi đã bắt đầu có lớp Phật pháp do chính thầy Viên Huy giảng dạy tại chính điện của chùa Điều Ngự vào mỗi thứ sáu từ 1:30 cho đến 3:00 chiều. Vào ngày chủ nhật thì chúng tôi có lớp computer căn bản cho quý vị học viên tại thư viện Garden Grove ở trên đường Stanton, và đó là lớp bắt đầu từ 11:30 cho đến 1:30 mỗi tuần, trừ khi thư viện đóng cửa hay có những ngày lễ đặc biệt. Lớp này là do chính cá nhân Minh Phượng dạy. Dạ vâng. Thì đây là những cái lớp mà học tại chỗ và rất là vui. Nhiều lúc vẫn ước gì có thì giờ thì được đi học hết tất cả những lớp. Một xin được trình bày với lại quý vị một số hình ảnh như là lớp thanh nhạc. Đây là lớp thanh nhạc. Đây là lớp thanh nhạc. Đây là lớp lớp smartphone. Đây là lớp computer về smartphone cho vui. Đây là lớp thể dục nhịp điệu. Đây là lớp lớp guitar và do thầy Lời hướng dẫn. Lớp guitar rất là hay, rất là vui. Trở lại đó là mình có một số hình ảnh và xin được thưa cùng quý vị, đó là giống như là video đó. Thì bây giờ phần xin trở lại. Ở đây cũng có một số hình ảnh được ghi lại từ hôm bữa chủ nhiệm của 4 năm của trung tâm. Thì đây là lớp khí công của đây là lớp khí công. Dạ vâng. Đây là lớp thể dục nhịp điệu của thầy Khải. Và mỗi lần có buổi chu niên mỗi năm á, là chúng tôi đều có những cái màn trình diễn rất là đặc sắc với nhạc. Đây là lớp thể dục nhịp điệu của cô của giáo sư của luật sư Thu Cúc. Tất cả những lớp đều là
thiện nguyện, cho nên quý học học viên không phải trả bất cứ một lệ phí nào. Các giảng viên đều là hoàn toàn tình nguyện, cho nên các lớp đều hoàn toàn miễn phí và chú trọng ở phần làm cho mọi người được giữ được tinh thần, vật chất, thể chất cũng giống như là trí tâm trí được được vui vẻ và mạnh khỏe. Ở đây xin tạm ngưng trong vòng một vài phút và chúng tôi sẽ trở lại sau phần quảng cáo.